Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 19 giờ đêm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa khoảng 310 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 tới 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 11,5 tới 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 tới 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía tây tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 tới 48 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8, từ vĩ tuyến 13,5 tới 18,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 tới 114 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Trên khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 tới 2,5 mét, biển động. Như vậy thì thời tiết tại các tỉnh miền Trung và Bắc Tây Nguyên nước ta trong những ngày tới sẽ cực kỳ nguy hiểm và khó lường khi mà liên tiếp các hình thế thời tiết cực đoan sẽ cùng lúc hoạt động, bao gồm bão số 7, nhiễu động đới gió đông trên cao, giải hội tụ nhiệt đới và sau đó là đới gió đông bắc của không khí lạnh tràn về từ ngày 9 tới ngày 10 tháng 10. Các hình thế này sẽ khiến mưa liên tục trút xuống khu vực, nguy cơ cao xuất hiện thiên tai nguy hiểm. Dự báo từ ngày hôm nay kéo dài sang tuần sau, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có khả năng bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 200 cho tới 400 mm, có nơi trên 500 mm. Nếu bão số 7 tồn tại ở vùng biển Trung Bộ lâu hơn thì lượng mưa có thể còn cao hơn nữa. Nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên diện rộng tại các lưu vực sông. Bà con tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên ngay từ bây giờ cần lên phương án ứng phó với bão, mưa lớn và lũ lớn. Tại khu vực ven biển cần liên tục cập nhật diễn biến về cơn bão số 7, chặt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng di rời khỏi các khu vực xung yếu. Sau bão số 7, Biển Đông có thể sẽ tiếp tục đón thêm bão số 8 ngay trong tuần sau. Tuy nhiên hiện theo dự báo thì bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Diễn biến về hai cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục trong các bản tin tiếp theo. Trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền trong ngày hôm nay, tỉnh thành phía Bắc, gió đông thổi từ rìa khối không khí biển cũng đang làm thay đổi thời tiết miền Bắc. Trong đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, trong đó khu vực ven biển phía đông, các tỉnh vùng đồng bằng có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 30 tới 50 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Đến trưa chiều, trời chuyển tạnh ráo với mức nhiệt dao động từ 28 tới 31 độ. Phía tây Bắc Bộ mưa ít hơn nên nhiệt độ nhỉnh hơn, duy trì trong ngưỡng từ 31 cho tới 32 độ. Rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 9 tới 12 độ Vĩ Bắc đang có xu hướng nâng trục dần lên nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông, khiến gió đông trên cao đẩy ẩm vào đất liền và kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Tất cả các yếu tố này đang cùng lúc gây ra một đợt mưa trên diện rộng tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cảnh báo mưa dông mạnh sẽ xuất hiện tại nhiều nơi với lượng mưa là rất lớn. Khu vực từ Thanh Hóa tới Bình Định có nơi có mưa rất to và dông. Thời gian mưa nhiều tập trung từ chiều đến đêm. Sau mưa nhiều nên nền nhiệt trong ngày ở miền Trung sẽ duy trì ở mức thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế có mức nhiệt là từ 29 tới 31 độ, còn từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận duy trì mức nhiệt là từ 31 tới 32 độ. Sự xuất hiện của vùng xoáy thấp trên biển chính là tác nhân khiến cho gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Dự báo lượng mưa trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ phổ biến từ 40 cho tới 70 mm, có nơi trên 100 mm. Nhiệt độ trong ngày ở Nam Bộ giảm chỉ còn từ 30 tới 32 độ và Tây Nguyên duy trì mức nhiệt là từ 27 tới 29 độ.